Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay là chủ nhật mình ra cái chợ này coi có cây gì mới không. Hôm nay người ta táo hơi nhiều. Đó. Thì mỗi chủ nhật nha các bạn. Thì giờ mình đi hơi sớm. Giờ mới có 8 mấy 9 giờ sáng. Người ta có shop à. Rồi, táo. Nhìn cây táo kinh không? Quá đã. Đây đây có mấy trái nè. Đó, mình ra mình quay ra. Cố gắng từng nào mình cũng ra mình quay cho mấy bạn coi. Coi có cây gì mới không. Bông à, mấy bạn coi nha à. Ồ, nay có cây táo này lạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.